nhà đầu tư, thì trong một buổi chiều đẹp trời như thế này thì lại đang có mặt tại một ngôi biệt thự gỗ với diện tích của nó lên đến 568 m² và đã có hơn 200 m thổ cư. Và ngôi biệt thự gỗ này được xây dựng và thiết kế mang pha lẫn với phong cách châu Âu, và vị trí của nó thì tọa lạc tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Và mời các anh chị cùng xem hết video của Lệ hôm nay để xem tổng quan và thiết kế của ngôi nhà gỗ này như thế nào nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh của Lệ để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích cũng như là những sản phẩm đầu tư mới tại thị trường bất động sản Khánh Hòa. Và phía sau lưng em lại đây thì đó chính là cái con đường dẫn vào ngôi nhà của chúng ta nha. Thì đường hiện trạng của nó là đường bê tông và có chiều rộng là 5 mét nha các anh chị. Cái đường này thì ô tô đi vào thoải mái. Và các anh chị có thể thấy phía sau lưng em lại đây thì cách tầm vài lô nữa thì đã tới cái ranh của Diamond Bay, hoặc là bây giờ là Novaland đã mua lại dự án rồi các anh chị. Thì đây sẽ, khi mà Nova thực hiện dự án thì đó sẽ là một trong những cái cú hích giúp cho bất động sản của chúng ta tăng giá ha. Đó, và ưu nhược điểm thì hiện tại là cái con đường này của chúng ta là đang hoàn thiện nha các anh chị. Thì cái phần trước nhà của chúng ta thì đã hoàn thiện rồi, nhưng mà phần đầu thì vẫn còn đang làm lợ dở. Và các anh chị có thể thấy là xung quanh khu vực của chúng ta thì dân cư khá là đông đúc luôn ha. Và bây giờ thì mời các anh chị cùng đi vào ngôi nhà để xem thiết kế cũng như là tổng quan của ngôi nhà này như thế nào nhé. Đó, và như Lệ nói ở lúc đầu thì tất cả những cái thiết bị cũng như là tất cả những cái nội thất đều được làm bằng gỗ ha. Ngay từ cái chiếc cửa nhà của chúng ta thì cũng làm từ gỗ này các anh chị, và cổng thì cũng là từ gỗ và ngói ha, làm một cái tạo cổng rất là khang trang cho ngôi nhà ha. Và đi vào phía trong thì ở đây cô chú có chừa lại cho chúng ta một cái khoảng sân khá là rộng, cũng như là ở phía bên này thì trồng rất là nhiều hàng cây giúp cho cái không gian của chúng ta nó thêm xanh mát và không khí rất là mát mẻ và trong lành các anh chị. Với những cô chú lớn tuổi và đang tìm cho mình một nhà biệt thự, một nhà vườn để nghỉ ngơi thì đây sẽ là một lựa chọn Lệ nghĩ là rất là tối ưu luôn. Và Lệ sẽ đi một vòng ở ngoài vườn cho các anh chị cùng xem qua trước khi chúng ta đi vào nhà ha. Đó, thì ở phía bên này thì khu vực này thì Lệ thấy là chúng ta có thể đậu được ô tô nè, cũng như là trồng được rất là nhiều cây, và hiện tại thì cô chú cũng đã trồng những cái cây khá là lớn ha. Đó, và phía bên này ngay chỗ cái ranh của ngôi nhà của chúng ta thì có một cái đường luồng nhỏ để chúng ta đi ra phía sau, cũng như là khi mà chúng ta mở cửa sổ ở phòng thì nó sẽ thoáng hơn rất là nhiều luôn các anh chị. Và đi qua phía bên này thì với cái khoảng sân rộng như thế này thì lại nghĩ là ô tô đậu khá là thoải mái ha, cũng như là trồng được rất rất là nhiều cây. Các anh chị có thể thấy nè, hai bên đây được trồng những cái chậu cây khá là lớn đó, những cái cây này rất là mát nè, có hai cây câu rất là cao luôn nè các anh chị đó. Và cái khu vườn của chúng ta nè, các anh chị để ý là cô chú chủ nhà được dọn rất là sạch sẽ và rất là kỹ càng luôn ha, không có một cái cọng lá nào rơi ở đây luôn á, hầu như là ngày nào cô chú cũng quét dọn nên rất rất là sạch sẽ luôn các anh chị. Đặc biệt là khách lát nữa các anh chị đi vào trong nhà thì sẽ thấy ngôi nhà hoàn toàn là sạch luôn. Và phía bên này thì sẽ có một không gian của nhà vệ sinh này các anh chị, để khi mà khách vào nhà thì nếu mà không tiện thì có thể đi vệ sinh ngoài đây ha. Đó thì cũng khá là tâm lý. Và ở trước này thì có một cái dàn và có một bộ bàn ghế đá để các anh chị có thể ngồi nghỉ ngơi cũng như là ngồi nói chuyện ở ngoài vườn thì sẽ mát mẻ hơn rất là nhiều. Và phía sau đây thì có những cái cây ăn quả nha các anh chị, như là cây chuối nè, cây vú sữa nè, cây xoài nè, đó, cây mít nè. Ở đây là có thêm cây mận nữa. Đó, khu vườn của chúng ta thì cô chú cũng đã trồng khá là nhiều cây rồi. Và phía bên đây thì có thêm cây na cũng như là dừa này các anh chị. Dừa thì hiện tại là khá là sai trái luôn. Đó. Đó, cây dừa của chúng ta khá là sai ha. Đó, và ở phía sau đây thì có thêm một cái dàn dây leo. Thì hiện tại là cô chú đang trồng mướp đó các anh chị. Hiện tại là cô chú đang trồng mướp này và nó đang bắt đầu leo thôi, thì lại nghĩ là khi mà nó leo đầy đủ thì cái dàn của chúng ta nó sẽ thêm xanh và trái thì rất là nhiều, thì sẽ rất là đẹp luôn ha. Và ở phía sau đây thì chúng ta có thể đậu ô tô nè. Ở buổi tối thì chúng ta đậu thẳng ô tô vào đây thì sẽ rất là tiện, hoặc là phơi đồ nè. Và phía bên này thì sẽ có hai cái kho để chúng ta có thể đựng được những cái đồ dư thừa ở trong nhà ha. Đó, hai cái kho khá là rộng luôn á các anh chị. Và cũng được trang trí sơn từ cửa là cửa gỗ và kính nè.
Đó, hai phía sau này là nhà kho nha, hiện tại là cô chú dùng để làm nhà kho thôi, đựng những cái đồ mà không cần thiết thôi các chị. Đó, thì là thấy là với cái tổng diện tích của cái vườn của cái ngôi nhà này là 568 m², và chiều ngang của nó là 12 m 9, cũng như chiều dài là gần 45 m, thì là thấy là với cái không gian như thế này thì cô chú thiết kế khá là hợp lý luôn. Thì bây giờ mời các anh chị cùng đi vào nhà ha. Bây giờ thì mời các anh chị cùng đi vào ngôi nhà để khám phá ha, cái phần chính của chúng ta. Thì hiện tại là lại quay đang lúc là 5 giờ chiều các anh chị. Gió cực kỳ mát và rất là dễ chịu luôn, bầu trời cực kỳ trong xanh luôn. Và lại nghĩ rằng cái ở đây thì nghỉ dưỡng thì khá là tuyệt vời ha. Và ngôi nhà của chúng ta với kết cấu là một trệt và một lầu với các anh chị. Và các anh chị có thể thấy là các ngói của chúng ta nó chồng xếp với nhau, khiến nhìn cái hình ở ngoài là rất là đẹp và rất là khang trang luôn ha. Đó. Và đi vào với ngôi nhà thì đầu tiên là ngôi nhà của chúng ta thiết kế toàn bộ là cửa gỗ các anh chị, ngay cả từ cửa chính, cửa sổ đó, và cả lam ri tường nha các anh chị. Đó, các anh chị có thể thấy là đi vào với một ngôi nhà được thiết kế toàn là gỗ thì cảm giác của nó rất là ấm các anh chị. Vào ngày mùa đông thì chúng ta sẽ cảm giác là ấm, và ngày mùa hè thì rất là mát mẻ luôn á. Đó, và hiện tại thì đây là cái không gian phòng khách của chúng ta nha các anh chị. Hiện tại thì cô chú sẽ để lại toàn bộ nội thất trong cái ngôi nhà này cho các anh chị luôn ạ. Đó, tất cả những nội thất này thì cô chú đều sẽ để lại cho các anh chị. Và cái phòng khách của chúng ta này các anh chị, ở phía này, cửa sổ nè, tất cả những cái song cửa đều được làm từ gỗ ha. Và cái gỗ này theo cô chú chủ nhà chia sẻ thì đây là gỗ sầm ná các anh chị. Thì nó chỉ thua gỗ loại một xíu thôi, chứ còn về chất lượng thì nó vẫn khá là tốt. Và với hơn là 60 khối gỗ trong ngôi nhà này thì các anh chị tưởng tượng là tất cả những cái đồ ở trong nhà thì đều rất là chất lượng và rất là đẹp luôn ha. Đó, ở đây thì có những cái song để chúng ta có thể trang trí thêm những cái bình hoa nè, những cái đồ nội thất của chúng ta mà chúng ta yêu thích. Đó, và ở góc này thì cũng có một cái bộ bàn ghế nhỏ, cũng như là một cái kệ có thể là để đồ hoặc là giày dép ha các anh chị ha. Và ở phía dưới này thì chúng ta có một cái không gian của phòng ngủ nha các anh chị. Thì phòng ngủ của chúng ta cũng được ốp sàn là sàn gỗ nè các anh chị. Đấy, sàn gỗ nè, và trần cũng là trần gỗ hết, tất cả đều được thiết kế từ gỗ, thì đi vào cái ngôi nhà rất là ấm cúng luôn á. Đó, tất cả các phòng thì đều có máy lạnh nè, có cửa sổ và có tủ quần áo, rất là đẹp luôn các anh chị. Đây. Và phía dưới này thì chúng ta có thêm một cái không gian của nhà bếp. Và đây, không gian nhà bếp của chúng ta ha, đã có sẵn những cái bộ bàn ăn, ghế gỗ nè, tủ gỗ nè, đó, và có một cái quầy cocktail khá là đẹp mắt. Và phía bên cạnh phòng ngủ thì chúng ta sẽ có thêm một cái không gian nhà vệ sinh ha. Đó, phía trước đây sẽ là lavabo, phía bên này thì nhà vệ sinh, bồn tắm cho các anh chị. Và mời các anh chị cùng đi lên trên tầng 2 để khám phá xem là ở trên tầng chúng ta còn có những cái phòng nào nhé. Và hiện tại thì cầu thang của chúng ta thì các anh chị có thể thấy là từ sàn cho tới tay cầm thì đều được thiết kế bằng gỗ khá là chắc chắn ha, và rất là đẹp mắt. Và với cái không gian của tầng trên này thì chúng ta có thêm hai phòng ngủ, một phòng thờ, một nhà vệ sinh. Đó, thì hiện tại là hai phòng ngủ này cô chú đang ở, thì lại sẽ quay một vòng sơ qua cho các anh chị xem ha, để xem cái mức độ rộng cũng như là cái sàn cũng như là cái trần của phòng được ốp lát rất là đẹp luôn các anh chị. Và đã có đầy đủ cũng như là cửa sổ này, có máy lạnh rồi, tủ bàn làm việc. Đấy, rất là đẹp ha. Nhìn những cái ngôi nhà này thì nó vừa cổ điển mà vừa pha lẫn những cái phong cách châu Âu á các anh chị. Đó, thì đây là một cái phòng ngủ tiếp theo của ngôi nhà này. Đó, và trong phòng ngủ của chúng ta thì có thêm cái ban công này các anh chị. Đấy, từ cái phòng này thì các anh chị có thể ra cái vị trí ban công và nhìn ngắm xung quanh ha. Đó, các anh chị có thể thấy đây là cái view từ ban công của chúng ta nè. Đó, cái dưới đây là cái nhà vườn của chúng ta này các anh chị.
Và bên cạnh của chúng ta là một miếng đất trống ha. Nhìn rất là thoáng mát luôn. Và tiếp nối với không gian của hai phòng ngủ thì mời các anh chị cùng đi qua phía bên này ạ. Đó, phía bên này thì chúng ta sẽ có thêm một nhà vệ sinh ở góc này nè các anh chị. Thì hai phòng ngủ sẽ sử dụng chung nhà vệ sinh ở góc này thì là thấy cũng khá gần là và khá là thuận tiện. Đó. Nhà vệ sinh thì cũng đã có bồn tắm nè, có đầy đủ các thiết bị hết rồi các anh chị. Và ở góc này thì cô chú có mở thêm một cái không gian ở đây, đó là cái cửa giúp cho cái lấy được những cái ánh sáng tự nhiên nè, cũng như là những cái không khí mở cửa ra thì rất là thoáng luôn á các chị. Đó, đây là phía bên hông nhà của chúng ta và các chị có thể thấy là cách một vài miếng đất trống thì đó là dự án của Diamond Bay á các chị, và hiện tại là Novaland đã mua lại các chị, thì là thấy là cái vị trí của chúng ta khá là đẹp luôn. Và khi mà Novaland thực hiện dự án hoặc là bán dự án thì ở đây sẽ là một cái cú hích để cho bất động sản của những khu vực gần Nova phát triển hơn ạ. Đó, ở xung quanh nhà thì cô chú cũng đã trang trí những cái bức tranh nè, hoặc là những cái này thì là thấy là khá là cổ và rất là đẹp luôn các anh chị. Các chị đi vào cái ngôi nhà này thì chắc chắn sẽ phải wow, bởi vì cái độ tinh tế cũng như là các đường nét gỗ ốp rất là đẹp nè các anh chị. Đó, các lam ri này, tường nè, rất là đẹp luôn ha. Đi vào một ngôi nhà cảm thấy rất là ấm cúng luôn. Và với cái không gian phía bên này thì lại nghĩ là chúng ta có thể làm không gian phòng thờ riêng biệt ha, thì sẽ giúp cho cái của ngôi nhà của chúng ta nó trang trọng hơn. Và hiện tại thì cô chú thì chỉ để đồ thôi, nhưng mà nếu các anh chị về thì mình muốn thiết kế theo ý thích của mình thì mình có thể sửa lại để làm thành một cái phòng thờ đó. Và tất cả các phòng thì đều đã có rèm cửa hết rồi ha. Trần nhà thì được phối giữa gỗ và những cái đèn vuông rất là sang trọng luôn đó. Và hầu như là phòng nào thì cũng đều có ban công này hết các anh chị. Đó, ban công nhà chúng ta. Và phía đây sẽ là hàng xóm của chúng ta này các anh chị. Đó. Và có một điểm đặc biệt mà lại muốn chia sẻ thêm với các anh chị, đó chính là về cái quy hoạch của ngôi nhà ha. Thì ngôi nhà của chúng ta sẽ có một cái đường 10 mét ở phía giữa, thì nếu mà sau này cái đường 10 mét đã thực hiện thì cái vị trí của nhà của chúng ta là nó sẽ thành hai mặt tiền các anh chị. Đó, và rất là đẹp luôn, vậy gần với ranh của Nova nữa, thì lại thấy đây là một trong những vị trí các anh chị trước mắt có thể đầu tư để nghỉ dưỡng, hoặc là để sau này thì lại thấy là tạo được cái lợi nhuận dòng tiền cũng khá là tốt. Và cái căn này thì trước đây khi mà cái thời Trung Quốc các anh chị thì cô chú chủ nhà cho thuê với giá là 30 triệu một tháng, tạo được dòng tiền khá là tốt luôn. Và video trên thì là đã giới thiệu với các anh chị một ngôi nhà vườn với tổng diện tích là 568 m², với chiều ngang là 12,9 m và dài là gần 45 và đã có 200 m thổ cư rồi, thì là thấy là cái giá này vẫn khá là tốt để các anh chị có thể xuống tiền tại thời điểm hiện tại. Và chỉ với mức giá là 6 tỷ rưỡi thì các anh chị đã sở hữu ngay cho mình cái ngôi biệt thự này rồi. Vâng, và cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Lệ hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video sau. Và nếu các anh chị có bất động sản còn thanh khoản thì hãy cứ gửi cho Lệ nha, thì Lệ sẽ review và giúp các anh chị thanh khoản nhanh chóng ạ. Vâng, xin chào.